đưa bạn từ phía Việt Nam cho cô bảy của ông và các bạn của Việt Nam. Trong ngày thắng trận này thì chắc chắn đã có giải rồi vì đã đi vào những thi đấu quan trọng nhất. Châu số 7 hay châu số 3 sẽ là chiến thắng. Chủ châu số 7 Hà Nội, 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 Hà Nội